Đây các bạn thấy cái gì, con gì chưa? Đồ rắn này là rắn hổ đất nha quý vị. Vì đi thấy nó là vì hết sức để ý, nó rất là độc đấy. Rồi này mổ phát là chết ngay đấy. Đấy lặn vào trong cỏ như thế này biết cái nó ở đâu. Chúng ta bò lên trên kia kìa. Rất là nguy hiểm con này. Mổ một phát là nếu không có mình biết thuốc là đi vậy. Đi nhanh đấy. Đấy. Nó có thể thấy nó. Rất là nguy trang. Đang rất là kín. Đó. Như các bạn thấy chưa, đồ má ăn cuốn thiệt kia. Mình xích dặm xém dặm nó các bạn, xém một tí nữa mình dặm trúng nó. Đồ đồ bạn thấy kinh điển không? Đó là rắn hổ đất. Rắn hổ đất rất là độc các bạn ạ. Đi rừng rồi đây là mà rắn này là khó phát hiện á. Dặm trúng một phát là thôi thôi rồi, nếu mà biết thuốc thì còn đỡ, mà không biết thuốc thì coi như cuộc đời chấm hết đấy các bạn. Đây hôm nay tôi đang đi rừng để hành trình chia sẻ những cây thuốc đây cho vị các bạn đây.